Chào các bạn nha. Nay mình lại vào bếp làm một món đấy là vịt rang sả ớt nhé. Đấy, nguyên liệu thì mình sẽ có con vịt. Các bạn nhớ chọn vịt nó già già một chút xíu để khỏi nó khỏi bị lông măng nhé. Ở đây thì mình sẽ có lá quế này, sả, ớt rừng, ớt cay. Đấy. Ngoài ra để tẩy hôi với cả tanh vịt thì mình sẽ có gừng nhé. Chanh kiểu trắng các bạn nhé. Khử hôi vịt thì dập. Tiếp theo thì sẽ cho vào đây nửa quả chanh. Cái vỏ chanh vào trong này luôn để lát nữa mình lấy cái vỏ chanh mình chà vịt nhé. Rồi. Cái vịt thì mình sẽ rửa sạch hết toàn bộ cái da chết và nhặt bỏ những cái lông măng mà còn sót lại ấy. Sau khi mà vịt mình đã đấy thì mình sẽ tắm để thử vôi vịt nhé. Đấy, cái vịt cái gừng thì mình sẽ xoát đều. Sau đây thì mình rửa trở lại nhé. Sau khi vịt đã sơ chế sạch sẽ thì cái tớt còn sạch thì mình sẽ cho ớt để xử lý trước nhé, cho nó sạch nhé. Ai ăn cay nhiều thì mình có thể tùy chỉnh nhé. Gừng thì mình cho một ít gừng vào đây cho nó thơm các bạn nhé. Vịt thì có bao giờ cũng có thịt gừng. Mình có máy thì mình bỏ mình xay cho nó nhanh. Rau này thì mình cắt rối nhé. Đấy. Thì mình sẽ chặt miếng vừa ăn nhé. Bao giờ chẻ con gà hay con vịt thì mình cũng sẽ chẻ trên sống lưng trước các bạn nhé. Nhìn này, chẻ trên sống lưng thì nó sẽ đơn giản hơn. Đấy, sau như này thì mình sẽ thành đôi và mình chặt. Cái vịt thì đặc biệt nó rất hôi ở cái chỗ cái phao câu, thế nên là các bạn có thể bỏ hẳn cái phao câu đi, tránh trường hợp nó bị vương vào ấy. Rất chi là hôi. Mình sẽ trần qua với sả để cho sả gừng này loại bớt cái máu cũng như là cái hôi còn ở trong con vịt nhé. Sẽ trần bằng rượu gừng. Đấy, sau khi nước sôi thì mình sẽ cho vịt vào mình trần nhé các bạn nhé. Các bạn lưu ý là trần qua đây nhé, nó sôi lên là được. Lại rửa lại để loại bỏ cái cặn mà bám ở trên vịt như này nhé. Nhà ấy, các bạn mà không có nhiều dầu như sơn thì các bạn có thể là dán qua cái vịt ấy để cho nó săn, là mình thế này mình vào mình ăn rang nhé, thì cái vịt bao giờ nó cũng sẽ thơm hơn đấy. Đấy. Đấy, xong bây giờ mình đi đánh sốt để mình om cái này nhé. Cái này thì nó sẽ có hai dòng hai vị nhé. Đó là vị mặn ngọt. Hai là vị nếu như các bạn không thích mặn ngọt như này thì các bạn có thể cũng công thức này và các bạn nặn thêm một chút xíu chanh để làm chua ngọt. Ở đây thì Xuân Giang về cái dòng mặn và ngọt thì nó dễ ăn cơm ấy. Ở nhà các cháu trẻ con nó cũng thích ăn cái dòng của mặn ngọt ấy. Đấy. Công thức thì Sơn có thể để phần mô tả cho các bạn tham khảo nhé. Đấy, mình cho một chút xíu tương ớt để cho nó được sánh cái sốt nhé. Ở nhà các bạn trẻ con chắc là cũng ăn được cái sốt cái chin su ấy. Thế còn cái này các bạn tự cân chỉnh nhé. Đấy, về đường thì một chút xíu tiêu, màu điều nhé. Xíu rượu trắng để triệt tiêu cái mùi của vịt luôn nhé. Quá trình mà mình rang ấy thì mình cho ít dầu mỡ thôi nhé, để mình rang lên nó còn đừng có béo quá. Cái gừng ớt thì mình xào thơm. Sau khi cái sả này nó thơm rồi thì mình sẽ vét cái sốt vào đây, đồng thời cho một chút xíu nước nhé, để mình om khi nào cho nó chín cái vịt ấy. Thì lúc nãy cái vịt mình mới chín được khoảng
60-70% thôi, thế nên là phải có quá trình để cho nó chín cái vịt. Lát nữa khi nào vịt nó chín rồi thì bắt đầu mình sẽ khô sốt xuống. Thứ nhất là mục đích là mình om để cho vịt nếu mà dai quá thì nó mềm. Thứ hai nữa là nó được ngấm sốt vào bên trong con vịt đấy. Đó. Còn cho một ít nước nhỉ. Tiếp theo là mình sẽ cho cái vịt nhé. Các bạn thời điểm này thì mình sẽ om nhỏ lửa râm lâm râm nhé, vì cái sốt này nó ngọt mà nó mặn mặn ngọt ngọt đấy, nhưng nếu to lửa nó sẽ bị cháy nhé. Đấy, om cho tới khi nó được khô cái sốt này vào là được nhé. Đấy, mình đậy vào để cho nó được chín thấu con vịt cũng như nó mềm hơn nhé. Đấy, sau quá trình mà mình om cho vịt nó chín ấy, nó sẽ khô sốt lại sệt 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 như này nhé. Tiếp theo thì mình sẽ cho rau rau nốt vào nhé. Đấy, Sơn cũng đã chia sẻ xong món ăn ngày hôm nay, thì các bạn thấy hay thì đừng quên đăng ký kênh, chia sẻ và ấn like để ủng hộ Sơn nha. Chào mọi người nha. Đấy, món này ăn nhậu cũng được mà mình ăn với cơm cũng được. Sẽ trang trí vào đây một chút để cho nó sinh động hơn nhé. À.